Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến sự lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022, cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng một số bộ ngành trung ương và 106 trí thức tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ được vinh danh trong năm 2022. Đây là các trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc cơ quan trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị, được xã hội công nhận. Phát biểu tại lễ vinh danh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định, khoa học công nghệ là quốc sách. Đại hội 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay, và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam là hạt nhân trong tiến trình này. Chủ tịch nước cho rằng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư mở ra cho nước ta cơ hội bứt tốc, rút ngắn khoảng cách phát triển, đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà lao động cống hiến miệt mài, sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình. Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam, tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức Việt Nam, cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam, ngày 22 tháng 5 năm 1946, ngày 22 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới đồng bào chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, lời thăm hỏi, động viên ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia tăng khiến cho thời tiết diễn biến bất thường cực đoan với tần suất ngày càng cao, tạo ra thách thức ngày càng lớn cho các cấp các ngành, cán bộ chiến sĩ đồng bào cả nước trong công tác dự báo, cảnh báo sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Mặc dù vậy, việc chủ động phòng ngừa, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, người gặp nạn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Biểu dương những kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước đồng thời kêu gọi và đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành đơn vị và toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc, xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Thưa quý vị, sáng nay tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cử tri Cần Thơ đã đề xuất với Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề như đề nghị coi chính sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Cần Thơ đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Với tư cách là đại biểu Quốc hội của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng trực tiếp giải đáp, chia sẻ một số nội dung được cử tri quan tâm về chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, trong đó có hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ đồng hành với đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó có việc thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Cần Thơ thực sự là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay tại thành phố Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 400 đại biểu của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dành nhiều thời gian phân tích về tình hình thế giới trong nước thời gian gần đây, riêng với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển của tỉnh. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận những kết quả của Gia Lai như năm 2020, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 21 trên 63 tỉnh, thành phố, chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục hồi của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 28 trên 63,
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 xếp thứ 26 trên 63. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm việc chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng tập trung giữ gìn, phát triển và khai thác bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của vùng Tây Nguyên và địa phương. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai với cách làm mới, công nghệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bảo đảm phát triển xanh, bền vững trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành quan tâm giúp đỡ Gia Lai về mọi mặt với trách nhiệm cao nhất, đồng thời tỉnh Gia Lai phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa khẩu của mình. Thủ tướng nhấn mạnh, việc xúc tiến đầu tư phải thực chất, tránh hình thức, tránh tổ chức ký kết rầm rộ nhưng đạt hiệu quả thực tế không cao. Quan trọng nhất là sau hội nghị này, ai cam kết đã làm gì phải nghiêm túc làm, không để địa phương và người dân hy vọng rồi thất vọng, góp phần phát triển vùng đất còn khó khăn này. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết trao các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cũng trong chiều nay 21 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm đồng chí Ngô Thành, cán bộ lão thành cách mạng, 75 năm tuổi đảng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Gia Lai, hiện đang nghỉ hưu tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đồng chí Ngô Thành luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình và truyền thống quê hương. Thăm nữ thương binh hạng 3/4 Y Thu, dân tộc Xê Đăng ở phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của nữ thương binh, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thương bệnh binh, các liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hôm nay, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà an sinh xã hội tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Trùng Khánh cũng như tỉnh Cao Bằng, đồng thời nhấn mạnh Cao Bằng cũng như các địa phương khác đang đẩy mạnh thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn, mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục huy động, vận động các nguồn lực trong xã hội và các tầng lớp nhân dân góp công, góp vật chất, góp sức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Nhân dịp này, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng huyện Trùng Khánh 2,5 tỷ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Trước đó, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến dự lễ công bố thành lập công đoàn cơ sở nhà máy luyện ferro mangan Trùng Khánh thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng và tặng quà cho 20 công nhân hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay, Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC chính thức khai mạc tại Bangkok dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanavisit. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanavisit bày tỏ Thái Lan rất vinh dự khi được là nước chủ nhà đầu tiên tổ chức hội nghị APEC theo hình thức trực tiếp sau 2 năm tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ông khẳng định, hội nghị lần này có mục đích chính là để các bộ trưởng APEC gặp gỡ, trao đổi với nhau nhằm thúc đẩy APEC phát triển có hiệu quả, đặc biệt là thúc đẩy FTAAP cùng với việc khuyến khích hệ thống thương mại đa phương nhằm phát triển kinh tế trong bối cảnh COVID-19. Với sự tham dự của các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào kế hoạch chuyển đổi APEC thành khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương FTAAP vào năm 2040. Trong bối cảnh các thành viên APEC muốn sử dụng thỏa thuận này để giúp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nếu thành công, FTAAP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, bao phủ nơi sinh sống của 2,9 tỷ người với tổng GDP trị giá 52.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 62% GDP thế giới. Khi kế hoạch FTAAP được thực hiện hóa, khối lượng thương mại giữa các nền kinh tế thành viên APEC được cho là sẽ tăng trong khoảng từ 200 đến 400%. Trên cương vị là Chủ tịch APEC 2022, nước chủ nhà Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy FTAAP để thấy kế hoạch đầy tham vọng này tiến triển hiệu quả. FTAAP lần đầu tiên xuất hiện trong tuyên bố chung của các bộ trưởng thương mại APEC vào năm 2008. Ý tưởng này lại là một chủ đề vào tháng 11 năm 2021 trong kế hoạch triển khai tuyên bố Puchayaya về tầm nhìn APEC tới năm 2040.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày chính thức người dân có thể đến trực tiếp công an xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Việc thực hiện đăng ký cấp biển số đối với một số loại xe ô tô tại công an huyện. Đây là một bước đi thực hiện quyết tâm cải cách hành chính của Bộ Công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện. Khi biết được thông tin lực lượng công an triển khai đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện về cơ sở, nên thay vì phải trực tiếp lên công an huyện để đăng ký cho chiếc xe máy điện như trước đây, hôm nay ông Trần Quế Ba ở thị trấn Xuân Mai chỉ cần ra trụ sở công an thị trấn để thực hiện thủ tục này. Rất là thuận tiện, không phải ra huyện, và không phải đi xa, đi xếp hàng, và ra đây là các anh công an là có làm thủ tục và đăng ký luôn. Nói về cái thuận lợi đối với việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe máy điện đối với công an cấp cơ sở, địa bàn được phân cấp để đăng ký các cái mô tô và xe máy điện. Tại trụ sở công an huyện Thanh Trì, quy trình đăng ký biển số ô tô cũng được thực hiện thuận tiện. Do trước đây, đơn vị này đã có sẵn trang thiết bị phục vụ đăng ký xe máy. Thuận tiện rất nhiều bởi vì là trước thì dồn vào một địa điểm mà bây giờ phân chia ra từng khu một như này thì giảm tải đi rất nhiều cái thời gian mà thủ tục là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước đó, để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện, các đơn vị chuyên môn công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chu đáo việc tập huấn nghiệp vụ và bố trí đủ trang thiết bị máy móc cho lực lượng công an tại các xã, thị trấn, huyện ngoại thành. Các cán bộ chiến sĩ ở tại đơn vị cấp công an xã đã qua tập huấn thì đều có thể cả số khung, số máy và làm các thủ tục liên quan đến việc cấp đăng ký xe cho người dân. Để công an xã phường được trao quyền thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy, kể cả xe máy điện, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong một năm. Việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, giúp việc đăng ký xe được nhanh chóng. Trong thời gian vừa qua, tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và Hữu Nghị Chi Lăng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội để thông toàn tuyến. Trở ngại lớn nhất về vốn đã được tháo gỡ tại Hội nghị Hợp tác Đầu tư Dự án Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và Hữu Nghị Chi Lăng diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 5 tại Cao Bằng. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức. Hội nghị Hợp tác Đầu tư Dự án Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Hữu Nghị – Chi Lăng đã thống nhất ký kết thỏa thuận đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư. Liên danh nhà đầu tư sẽ lập, đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Vốn ngân sách và khoản tín dụng ngân hàng cam kết tài trợ sẽ giải ngân theo đúng tiến độ và nhu cầu dự án. Sau khi phê duyệt cái BS xong thì tiến hành tới cái bước là ký kết hợp đồng dự án, và sau khi bước hợp đồng dự án rồi thì mới quay lại làm việc với ngân hàng, thì họ sẽ đối chiếu so sánh những cái điều kiện và những cái cam kết và những cái điểm thuận lợi, những cái cách mà thống nhất với nhau về kế hoạch vốn vào. Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 164 km với tổng mức đầu tư gần 23.200 tỷ đồng, trong đó Đồng Đăng Trà Lĩnh dài 121 km, vốn đầu tư hơn 13.100 tỷ đồng, cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng dài 43 km, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự kiến cao tốc từ Lạng Sơn lên Cao Bằng sẽ hoàn thành trong năm 2025. Bây giờ sẽ là thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thủ đô. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 370 ca dương tính mới, trong đó có 128 ca ngoài cộng đồng, 242 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 130 xã, phường, thị trấn thuộc 28 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Hà Đông 37 ca, Hoàng Mai 34 ca, Đông Anh 26 ca, Nam Từ Liêm 26 ca, Long Biên 25 ca, Bắc Từ Liêm 24 ca và Cầu Giấy 23 ca. Ngày hôm nay không ghi nhận ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.558.336 trường hợp dương tính.
Thưa quý vị, mặc dù đã đầu hè, thế nhưng từ tháng 4 đến nay thì Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh kèm theo mưa lớn. Sau đó là ghi nhận nắng nóng với nền nhiệt cao. Việc thời tiết thay đổi nắng lạnh, nóng lạnh thất thường kèm theo các biến chứng sau COVID đã khiến cho số bệnh nhi nhập viện liên quan đến bệnh hô hấp có sự gia tăng đột biến trong thời gian này. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Bệnh viện Bạch Mai. Dù trước đây giao mùa, bệnh nhi này cũng thường hắt hơi sổ mũi hay ho hùng hắng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bé trở nặng phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, khó khè. Bệnh chuyển biến rất nhanh kể từ khi khởi phát. Thời tiết nó lúc nó nóng xong rồi nó nồm, khó chịu ý. Cứ mỗi lần bật quạt lên thì kiểu là da của bé nó cứ nổi gai ốc lên. Nhưng mà tắt quạt đi thì nóng xong rồi đổ mồ hôi. Bé bị suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, không ăn được ý, dễ mắc bệnh về hô hấp. Còn em bé này đã nhập viện 4 ngày do ho dài, khó thở, đau bụng. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nhập viện ngay. Đáng nói, trước đó bé chưa từng có tiểu sử hen suyễn. Khai thác tiền sử dịch tễ, bé từng nhiễm COVID-19. Có nhiều nguyên nhân ấy. Một là do khí hậu, hai là do cái môi trường của mình là quá ô nhiễm, nên có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nhiều hơn. Thứ ba có thể là do, mình đoán thôi, có thể là không biết là do hậu COVID hay không, bởi vì đây là lần đầu tiên bé nhà mình bị như này. Sau mấy ngày điều trị thì cũng đỡ hơn, nhưng mà ho có đờm trở lại khi thời tiết thay đổi. Tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi nhập viện gần đây tăng cao từ 100 đến 200%, trong đó tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý hô hấp có sự gia tăng đột biến. Theo các chuyên gia, khi giao mùa, cơ thể trẻ chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, kèm theo các virus có điều kiện phát triển ở thời điểm này, nên các em dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, thời tiết năm nay có sự thay đổi thất thường, kèm theo nhiều trẻ từng có tiểu sử mắc COVID-19 lại càng là tác nhân khiến trẻ mắc hô hấp tăng cao hơn mọi năm. Gần đây thì các cái số lượng bệnh nhân nhập viện do nguyên nhân hô hấp thì là gia tăng đáng kể. Đa phần các cái nhóm bệnh nhân này nhập viện trong cái tình trạng là suy hô hấp và một số là có phải hỗ trợ về thở oxy, thậm chí một số bệnh nhân có phải thở máy. Ở những cái nhóm bệnh nhân mà đã có tiền sử mắc COVID thì các cái tổn thương phổi cũng như các cái diễn biến bệnh nó cấp tính và nó nặng nề hơn. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh chủ quan cho rằng những dấu hiệu hô hấp của trẻ là do hậu COVID-19 nên tự điều trị, dẫn đến việc nhiều trẻ khi vào viện đã có biến chứng nặng. Chính vì vậy, dù là nguyên nhân nào, khi trẻ có các triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Bệnh nhân có cái tình trạng suy hô hấp hoặc là những cái tình trạng sốt cao liên tục và có những cái tình trạng ho, khó thở, khó khè, kéo dài thì gia đình nên cho đi khám. Hoặc ở những cái bệnh nhân mà mình đã điều trị thuốc ho kéo dài khoảng hơn 2 tuần rồi mà không đáp ứng thì nên cho con đi khám để bác sĩ kiểm tra. Phụ huynh cũng nên cho trẻ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường đề kháng. Ngoài ra trẻ cũng nên được tiêm phòng đầy đủ để tránh nguy cơ dịch chồng dịch. Liên quan đến vụ chôn chất thải tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang, sáng nay một lãnh đạo công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Sau khi phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang một số công nhân xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang ở khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang thực hiện tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định vào chiều 20 tháng 4. Qua nhiều ngày tiến hành kiểm tra, thu gom chất thải, các vị trí bên trong xí nghiệp đèn ống, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 89 tấn bóng đèn hư, thủy tinh đã nghiền, gần 1.000 tấn thủy tinh lẫn bùn thải và hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy. Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, căn cứ chứng cứ hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Xin chuyển sang các thông tin liên quan đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đang được tổ chức tại nước ta. Thưa quý vị, cách đây ít phút trên sân vận động thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan đã khép lại với tấm huy chương vàng thuộc về các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam. Cả hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm giành huy chương vàng. Vì vậy, trong 45 phút của hiệp 1, cả hai đội thi đấu chặt chẽ và không ghi được bàn thắng nào. Sang đến hiệp 2 phút 60, nhận đường chuyền của đồng đội Huỳnh Như phá bẫy Việt Vị, thoát xuống đi bóng qua thủ môn Bôn Sinh, dứt điểm dễ dàng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong những phút còn lại, tuyển nữ Thái Lan mặc dù đã cố gắng triển khai tấn công nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới của đội tuyển nữ Việt Nam. Kết thúc 90 phút thi đấu, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 lần này.
Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp mà các cô gái của tuyển nữ Việt Nam giành được. Cũng là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam lập hat-trick huy chương vàng, điều mà chưa đội tuyển nào làm được trong lịch sử các kỳ đại hội. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng đã kết thúc môn thi đấu đua thuyền canoeing kayak với các nội dung chung kết còn lại. Chung cuộc, đội tuyển đua thuyền Việt Nam xuất sắc giành được 8 huy chương vàng. Vận động viên Nguyễn Thị Hương đã tỏa sáng đoạt 3 huy chương vàng cho Việt Nam tại các nội dung đua thuyền đơn nữ canoeing 1.000m, đua thuyền đơn nữ canoeing 500m và đua thuyền đơn nữ canoeing 200m. 4 vận động viên Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân về đích đầu tiên ở nội dung thuyền 4 nữ cự ly 500m và giành huy chương vàng. Thuyền đôi nữ canoeing 1.000m, vận động viên Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân xuất sắc đạt huy chương vàng. Thuyền 4 nam canoeing 1.000m, đội đua thuyền Việt Nam mặc dù được đánh giá thấp hơn so với các đội khác, song các vận động viên Phạm Hồng Quân, Hiền Nam, Trần Thành, Nguyễn Quốc Toàn đã thi đấu quyết tâm cao, đoạt huy chương vàng. Nội dung thuyền đôi nam canoeing 1.000m, đội đua thuyền Việt Nam gồm các vận động viên Phạm Hồng Quân, Hiền Nam đạt huy chương vàng. Nội dung thuyền 4 nữ canoeing 1.000m, đội đua thuyền Việt Nam gồm các vận động viên Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết xuất sắc đoạt huy chương vàng. Phát biểu ngày hôm nay trong buổi họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá U23 Thái Lan là đối thủ mạnh và U23 Việt Nam cần tổ chức tốt lối chơi để giành chiến thắng. Đánh giá về đối thủ Thái Lan trong trận đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết U23 Thái Lan có lối chơi tương đối hoàn hảo cả trong tấn công và phòng ngự. Vì vậy, U23 Việt Nam cần có sự tổ chức tốt trong lối chơi để có thể ngăn được đối thủ. Trước đó, trong buổi họp báo với huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, huấn luyện viên Poking tin tưởng hàng công của U23 Thái Lan sẽ gây bất ngờ và tạo khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam. Trận đấu quan trọng quyết định tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ được diễn ra vào 19 giờ tối ngày 22 tháng 5 năm 2022 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút hơn 40.000 khán giả và cổ động viên tới dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tối nay.